Truyền thông sở tại cho hay vụ xả súng xảy ra tại quận Oregon của thành phố Dayton vào sáng 4 tháng 8 theo giờ Mỹ. Nghi can đã bị cảnh sát tiêu diệt ngay sau đó. Ngoài 10 người thiệt mạng, ít nhất 16 người khác đã bị thương và được đưa tới bệnh viện điều trị, song hiện chưa rõ tình trạng. Quận Oregon gần trung tâm thành phố Dayton là nơi có nhiều tụ điểm giải trí đông đúc như quán bar, vũ trường, nhà hàng và rạp chiếu phim. Hiện cảnh sát chưa cho biết chi tiết về bối cảnh xảy ra vụ xả súng cũng như danh tính nghi can. Cơ quan điều tra Liên bang Mỹ FBI cũng đang hỗ trợ điều tra vụ án. Đây là vụ xả súng thứ tư trong vòng một tuần qua tại Mỹ.